sau khi ông đã xem những băng hình mà đội tuyển U20 toàn. Ông chưa có cơ hội phản công cho đội tuyển U20 Việt Nam. Pha phá bóng vừa rồi là của Đoàn Văn Hậu, cầu thủ trẻ của câu lạc bộ Hà Nội. Đây cũng là một trong những trụ cột, một trong cầu thủ đáng chú ý nhất của U20 Việt Nam. Nếu như ở vòng chung kết U20 thế giới sắp tới, U20 Argentina cùng bảng với U20 Hàn Quốc, U20 Anh và U20 Guinea, thì đội tuyển U20 Việt Nam trong lần đầu tiên dự giải đấu sẽ nằm chung bảng với U20 Pháp, U20 New Zealand và U20 Honduras. Đây được coi là một bảng đấu khá nhẹ nếu so với các bảng đấu khác ở vòng chung kết sắp tới. Tuy nhiên, dù sao thì U20 Việt Nam vẫn bị đánh giá là một trong những đội bóng yếu nhất ở vòng chung kết World Cup 20 sắp tới. Thomas trong lần đầu tiên được dự World Cup U20 thì đội tuyển U20 Việt Nam đã được đầu tư để có những bước chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Chúng ta tập trung từ tháng 3 và đã có một chuyến tập huấn dài ngày với những bài luyện thể lực rất nặng ở Nha Trang, và sau đó là một chuyến tập huấn gần 2 tuần ở Đức và Hà Lan với những trận đấu giao hữu rất bổ ích mà đội tuyển U20 của chúng ta đã giành chiến thắng đậm 2 trận và để thua 1 trận. Sau đó là những ngày tiếp tục rèn thể lực và rèn chiến thuật ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh trước khi có trận giao hữu với U20 Argentina. Và sau trận đấu này thì U20 Việt Nam sẽ di chuyển sang Hàn Quốc sớm và sẽ có thêm một trận đấu giao hữu nữa với đối thủ là U20 Vanuatu, một đội bóng cũng sẽ dự World Cup U20 sắp tới. Đình Trọng, Hoàng Nam, pha phối hợp rất tự tin của cầu thủ U20 Việt Nam, Lương Hoàng Nam. Hoàng Nam và Hồ Minh Dĩ có lẽ là những cầu thủ nhỏ bé nhất trên sân lúc này, rất nỗ lực để đoạt lại bóng. Cơ hội cho cầu thủ U20 Việt Nam, không kịp. Một pha phối hợp cho thấy sự tự tin của cầu thủ U20 Việt Nam. Nhưng vừa rồi là một pha phối hợp mà cầu thủ băng xuống bên phía U20 Việt Nam đã ở thế việt vị. Không vượt qua được cầu thủ thứ ba của U20 Việt Nam, đó là Đoàn Văn Hậu. Văn Hậu đã bị phạm lỗi. Ở vòng chung kết U19 châu Á năm ngoái, Đoàn Văn Hậu đã để lại dấu ấn với một bàn thắng rất đẹp. Văn Hậu. Juan Marcos. Dù có tung ra sân đội hình như thế nào thì U20 Argentina đương nhiên vẫn được đánh giá cao hơn chúng ta, nếu không muốn nói là cao hơn rất nhiều. Họ là một trong những đội bóng trẻ hàng đầu thế giới. Thi đấu với những đội bóng mạnh như thế này thì bao giờ chúng ta cũng học hỏi được rất nhiều. Và đó mới là điều quan trọng với một đội bóng như U20 Việt Nam trong lần đầu tiên dự sân chơi thế giới. Lương Hoàng Nam rất khéo. Sự tự tin thể hiện ngay trong những pha phối hợp của các cầu thủ U20 Việt Nam. Đoàn Văn Hậu, Hồ Minh Dĩ. Minh Dĩ và Lương Hoàng Nam đều cao chỉ trên 1m50 thôi. Đây là Torres. Một pha tung bóng qua đầu thủ môn nhưng không vào. Một pha xử lý rất bình tĩnh của Marcelo Torres. Cầu thủ được người hâm mộ bóng đá Argentina ví như một Tevez mới của bóng đá Argentina.
với ngoại hình, với vóc dáng và phong cách chơi bóng khá giống với Carlos Tevez, cầu thủ hiện nay đang thi đấu ở giải vô địch quốc gia Trung Quốc. Marcelo Torres hiện đang là cầu thủ tiền đạo của câu lạc bộ Boca Juniors, một trong hai đội bóng danh tiếng nhất của bóng đá Argentina cùng với River Plate. Rất nhiều cầu thủ trong đội hình U20 Argentina là những cầu thủ của hai đội bóng hàng đầu Boca Juniors và River Plate cùng với câu lạc bộ Estudiantes de La Plata. Hàng phòng ngự của đội tuyển U20 Việt Nam vẫn đang làm việc tốt cho tới lúc này. Chúng ta đang chơi gần như cả đội hình ở bên phần sân nhà và chờ đợi sơ hở của đối phương để tung ra những đòn phản công nhanh. Vẫn là những pha phối hợp rất nhuyễn của cầu thủ U20 Argentina. Lứa U20 Argentina này không có những cầu thủ ngôi sao và thi đấu quái như Messi hay Aguero trước đây. Nhưng bù lại, đây là một lứa cầu thủ rất đồng đều và có lối chơi đồng đội rất hiệu quả. Để đến với World Cup U20 sắp tới thì U20 Argentina đã có một vòng loại không mấy thành công khi họ chỉ đứng thứ tư trên 6 đội ở khu vực Nam Mỹ. Dù vậy thì ở những vòng chung kết World Cup U20 chưa bao giờ Argentina bị đánh giá thấp. Họ luôn được coi là một trong những cử viên vô địch hàng đầu. Và giải đấu sắp tới Hàn Quốc cũng không phải là ngoại lệ, dù cho U20 Argentina đã trải qua vòng loại không mấy thuyết phục. Còn đương nhiên rồi, U20 Việt Nam trong lần đầu tiên dự giải đấu vẫn là một ẩn số với tất cả các đội. Vẫn là sự kiểm soát bóng của các cầu thủ U20 Argentina, nhưng không dễ để vượt qua phòng ngự được tổ chức rất tốt của U20 Việt Nam. Lối chơi phòng ngự và giàu thể lực vốn đã trở thành một thương hiệu của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn, giống như điều mà ông đã từng làm khi dẫn dắt các đội bóng trước đây như là câu lạc bộ Khánh Hòa hay Hải Phòng. Trận đấu thu hút được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ bóng đá, không chỉ của thành phố Hồ Chí Minh mà của cả nước. Trận đấu thu hút được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ bóng đá, không chỉ của thành phố Hồ Chí Minh mà của cả nước. Chúng ta đang trông chờ và đang chờ đợi màn trình diễn của lứa cầu thủ U20 trong lần đầu tiên tham gia sân chơi thế giới. Lương Hoàng Nam, Thanh Thịnh, đang kiểm soát bóng và điều tiết thế trận của cầu thủ U20 Argentina rất tốt. Hầu hết những cầu thủ trong đội hình của U20 Argentina đều đang chơi bóng chuyên nghiệp cho những đội bóng hàng đầu. Trong đó có hai cầu thủ đang thi đấu ở châu Âu là Ezequiel Pousse và một cầu thủ đang thi đấu ở Italia, trong đó Cagliari việt vị. Lần thứ hai trong một trận đấu này, các cầu thủ U20 Việt Nam ở vào thế việt vị. Việt vị vẫn luôn là con dao hai lưỡi. Và chỉ cần một tích tắc mắc sai lầm thôi là có thể U20 Argentina sẽ phải trả giá. U20 Việt Nam cũng sở hữu những cầu thủ có khả năng giữ điểm cực tốt, tận dụng thời cơ rất tốt. Đường truyền của Đoàn Văn Hậu, đây là đội trưởng Quang Hải. Một quả đá phạt cho U20 Việt Nam. Lấy bóng trong chân của Quang Hải không phải là chuyện dễ dàng.
Quang Hải đã có những màn trình diễn rất xuất sắc trong áo U19 và bây giờ là U20 Việt Nam. Ở chuyến tập huấn châu Âu vừa qua thì Quang Hải sang tập trung muộn cùng các đồng đội nhưng vẫn có những màn trình diễn rất thuyết phục. Và cách đây ít hôm thì Quang Hải đã được bầu là đội trưởng của đội tuyển U20 Việt Nam dự World Cup U20 sắp tới. Một cầu thủ mà người hâm mộ ở Việt Nam vẫn biết đến là một ông vua của các giải trẻ khi Quang Hải đã từng vô địch các giải U17, U19 và U21 quốc gia trong áo câu lạc bộ Hà Nội và trước đây là Hà Nội T3T. Đứng trước bóng chính là Quang Hải, cầu thủ vừa bị phạm lỗi. Nhìn trên sân có thể dễ dàng thấy là chiều cao thể hình của các cầu thủ U20 Argentina tốt hơn hẳn so với U20 Việt Nam. Quang Hải cú đá thẳng nhưng không qua được hàng rào của U20 Argentina. Thanh Thịnh. Nguyễn Quang Hải. Đội tuyển U20 Việt Nam sở hữu nhiều cầu thủ có kỹ thuật cá nhân rất tốt như Quang Hải, như Lương Hoàng Nam hay Hồ Minh Dĩ. Và đó đều là những cầu thủ có thể hình thấp nhưng bù lại phải sở hữu kỹ thuật cá nhân tuyệt vời. Và truy cản của Đoàn Văn Hậu. Văn Hậu chính là một nhân tố có thể mang đến sự cân bằng cho tuyến giữa của đội tuyển U20 Việt Nam. Một cầu thủ có khả năng đánh chặn và phát động tấn công rất tốt. Pha lên bóng của cầu thủ U20 Argentina, cơ hội cho U20 Argentina. Một pha bọc lót tốt của Thanh Thịnh. Đó sẽ chỉ là một quả ném biên cho U20 Argentina. Bóng chưa đi hết đường biên ngang. Marcelo Torres là người luôn áp sát khung thành của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Torres, cú đánh gọn. Cơ hội cho U20 Argentina. Rất khó để dứt điểm. Các hậu vệ của U20 Việt Nam vẫn đang bọc lót cho nhau tốt và rất tập trung kể từ đầu trận. Sau trận giao hữu này thì Sân vận động Thống Nhất sẽ tiếp tục tổ chức các trận đấu lượt đi giải vô địch bóng đá nữ quốc gia 2017. Pha phát bóng không tốt của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Thomas. Lương Hoàng Nam rất tự tin. Đoàn Văn Hậu đường chuyền rất hay, không hề có lỗi việt vị nhưng cầu thủ của chúng ta mang lên không kịp. Người không theo kịp đường chuyền vừa rồi là Dương Văn Hào. Cách đấy ngày thì huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã hút danh sách 21 cầu thủ dự World Cup U20 sắp tới cùng với 2 cầu thủ dự phòng. Ông Hoàng Anh Tuấn đã loại Tiến Dũng và Thái Quý, trong khi Thanh Hậu và Tiến Anh là những cầu thủ dự phòng cũng sẽ đi theo đội. Những cầu thủ bị loại của đội tuyển U20 Việt Nam đều liên quan đến chấn thương. Theo quy định thì đến sát ngày khai mạc giải, các đội bóng vẫn được quyền thay đổi nhân sự nếu như có vấn đề về sức khỏe. Bóng đang trong sân cao thủ U20 Việt Nam. Quang Hải.
Những pha phối hợp giữa Quang Hải và Lưu Hoàng Nam, những cầu thủ có kỹ thuật cá nhân cực tốt bên phía U20 Việt Nam. Pha đẩy bóng dài ra phía trước và dùng tốc độ băng lên nhưng không thành công. Chúng ta rõ ràng đang gây ra rất nhiều khó khăn cho U20 Argentina. Đoàn Văn Hậu rất hay, đó là pha xử lý của Lưu Hoàng Nam, một đường chuyền rất hay cho các cầu thủ U20 Việt Nam. Không thể có một cú dứt điểm. Cơ hội cho cầu thủ U20 Argentina, dứt điểm không vào. Vẫn là U20 Argentina. Các cầu thủ của U20 Việt Nam đã lùi về rất nhanh và bóng lót cho nhau. Trước đó là một cú dứt điểm rất nguy hiểm của Marcelo Torres nhưng không thể đánh bại được thủ môn Bùi Tiến Dũng. Đó có lẽ là cơ hội nguy hiểm nhất kể từ đầu trận, với cú dứt điểm của Marcelo Torres. Phản xạ rất nhanh của Bùi Tiến Dũng đã cứu thua cho U20 Việt Nam. Người đã không thể kèm được Marcelo Torres ở tình huống vừa rồi là Đỗ Thanh Thịnh. Các học trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn là những người có nền tảng thể lực rất tốt. Trong một cuộc phỏng vấn trước trận đấu này thì ông Hoàng Anh Tuấn thừa nhận chính nền tảng thể lực tốt đã giúp U20 Việt Nam lập nên kỳ tích là lọt vào vòng chung kết World Cup U20. Bóng đá Việt Nam bao năm qua vẫn nhức nhối với vấn đề thể lực và rõ ràng là ông Hoàng Anh Tuấn rất muốn cải thiện và làm thật tốt điều này. Người đang chơi cao nhất trong đội hình U20 Argentina là Ezequiel Pousse, cầu thủ đang chơi bóng ở Tây Ban Nha cho Granada nhưng đang thuộc biên chế của câu lạc bộ Roma của Italia. Pousse quyết định đột phá không thành công. Santiago không được, đó là quả ném biên lên cho U20 Việt Nam. Những đại diện của Nam Mỹ dự World Cup U20 sắp tới là Argentina, Uruguay, Venezuela và Ecuador. Vòng loại khu vực Nam Mỹ thì U20 Argentina phải rất vất vả mới có được tấm vé dự ngày hội bóng đá của lứa tuổi U20. Một ông lớn khác là U20 Brazil thậm chí còn không thể vượt qua vòng loại. Tuy nhiên những kết quả đó cũng không có gì là quá bất ngờ với các đội tuyển trẻ vì sự ổn định về chuyên môn vẫn chưa cao. Lương Hoàng Nam, đường truyền của Lưu Hoàng Nam đã bị Marcelo Torres bắt bài. Dù U20 Argentina đang cầm nhiều bóng hơn và ép sân chúng ta nhiều hơn, nhưng mỗi khi có được cơ hội thì U20 Việt Nam cũng không ngại để tổ chức những pha lên bóng có nét và hết sức tự tin. Điều đó cũng đã đẩy đội hình của U20 Argentina ngược trở lại sân nhà.
Việt Vị. Cầu thủ băng xuống và đã bị bắt Việt Vị là Masila Rian. Hồ Minh Dĩ không dám di chuyển ở tình huống vừa rồi vì sợ bị bắt Việt Vị. Một đường chuyền hơi mạnh của Lương Hoàng Nam. Lương Hoàng Nam cùng với Đoàn Văn Hậu, hai cầu thủ chấn giữa tuyến giữa của đội tuyển U20 Việt Nam. Mỗi người mạnh một kiểu và bổ trợ cho nhau rất tốt. Văn Hậu là cầu thủ có thể hình, tranh chấp tốt và đánh chặn từ xa cực kỳ hiệu quả. Bù lại, Lương Hoàng Nam là một cầu thủ dù thấp bé nhưng lại có kỹ thuật cá nhân điêu luyện và có thể có những pha qua người rất tốt và thực hiện những đường chuyền chính xác lên tuyến trên. Marcelo Torres pha phối hợp rất hay, đường chuyền ngang nhưng không có đồng đội nào băng xuống. Đoàn Văn Hậu, cơ hội phản công cho U20 Việt Nam. Đường chuyền của Đoàn Văn Hậu đã bị cắt. Không ai kèm Marcelo Torres dứt điểm. Sang ngang đã cứu thua cho U20 Việt Nam. Cú sút thứ hai của Marcelo Torres trong hiệp 1 của trận đấu này. May mắn đã đứng về phía U20 Việt Nam. U20 Việt Nam không được phép để cho Marcelo Torres có nhiều khoảng trống như ở tình huống vừa rồi. Đó là điều mà chắc chắn là huấn viên Hoàng Anh Tuấn trong giờ nghỉ giữa hiệp sẽ phải lưu ý với các hậu vệ của U20 Việt Nam. Đây vẫn là một trận đấu giao hữu thôi. Vẫn là một bài thử để U20 Việt Nam tiếp tục rút kinh nghiệm trước khi bước vào trận đánh lớn. Các bạn đang theo dõi buổi tường thuật trận giao hữu quốc tế giữa đội tuyển U20 Việt Nam và U20 Argentina. Trận đấu diễn ra trên sân vận động Thống Nhất ở thành phố Hồ Chí Minh. Tỷ số lúc này vẫn đang là không đều. U20 Argentina là những người đã có được những cơ hội tốt hơn với hai tình huống dứt điểm nguy hiểm của tiền đạo Marcelo Torres, một người được ví là Carlos Tevez mới của bóng đá Argentina. Gonzalo, pha phối hợp rất hiện đại của các cầu thủ Argentina. Pha dùng đầu chuyền bóng về là của Hồ Tấn Tài. Tấn Tài trong tay huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn vẫn còn những quân bài mà ông có thể sử dụng bất cứ thời điểm nào. Như vậy là đã có bàn mở tỷ số cho các thủ U20 Argentina sau một pha phối hợp rất đơn giản. Dù có cơ hội nhưng Marcelo Torres không dứt điểm ở tình huống này mà chuyển sang cho đồng đội của mình lập công với một pha đệm bóng vào khung thành gần như đã bỏ trống của U20 Việt Nam. Và người lập công cũng là một trong những gương mặt được chờ đợi nhất của U20 Argentina, đó là tiền đạo Ponce. Và ghi bàn rất dễ dàng của Ezequiel Ponce. Ở tình huống này, Bùi Tiến Dũng đã khép góc với Marcelo Torres và không kịp quay về để cản phá pha đệm bóng cận thành
của Ponce. 1-0 cho U20 Argentina. Một kết quả cũng là hết sức bình thường khi mà chúng ta đang đối mặt với một đối thủ hơn hẳn về đẳng cấp. Lương Hoàng Nam. Hoàng Nam. U20 Argentina phản công sau đường chuyền hỏng của Hoàng Nam. Gonzalo. Rõ ràng World Cup U20 chưa diễn ra nhưng hôm nay khán giả ở thành phố Hồ Chí Minh đang được tận hưởng bầu không khí của World Cup. Thì hai trong số những đội bóng dự giải đấu sắp tới đọ sức với nhau. Những gì mà các cầu thủ U20 Argentina thể hiện cho tới lúc này không nằm ngoài dự đoán và những đánh giá rất cao từ giới chuyên môn. Và chúng tôi quan sát thấy lúc này thì huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đang chuẩn bị tung quân bài chiến lược Hà Đức Trinh vào sân. Hà Đức Trinh được coi là tiền đạo tốt nhất của U20 Việt Nam ở thời điểm này. Cầu thủ đang thi đấu trong áo của câu lạc bộ SHB Đà Nẵng. Juan Marcos, Gonzalo, trong những cầu thủ đáng chú ý nhất bên phía U20 Argentina, một cầu thủ được coi là Messi mới của Argentina, đó là Lautaro Martinez. Trận đấu này không được huấn luyện viên Ubeda tung vào sân ngay từ đầu. Không được. Alejandro. Gonzalo. Cơ hội cho U20 Argentina. Pha đưa bóng vào của Ponce. Các hậu vệ của U20 Việt Nam đã lăn xả để cản phá pha xử lý vừa rồi của cầu thủ số 11 bên phía U20 Argentina và đã thành công. Quang Hải, Hoàng Nam, Đoàn Văn Hậu. Việt Vị. Lỗi việt vị của Marcelo Torres và đội tuyển U20 Việt Nam sẽ có sự thay đổi cầu thủ đầu tiên. Hà Đức Trinh, tiền đạo số 1 của U20 Việt Nam thời điểm này sẽ được tung vào sân. Ra sân đó là Đỗ Thành Thịnh mang áo số 2. Như vậy lúc này U20 Việt Nam sẽ chơi với cặp tiền đạo là Đức Trinh và Thanh Bình. Cả hai cầu thủ tiền đạo này đều có thể hình rất tốt. Văn Hậu. Hồ Minh Dĩ đã để mất bóng.
Pha xóa bóng rất tốt của Lưu Hoàng Nam. Thanh Bình. Thanh Bình bị áp sát ngay. Marcelo Torres. Có cảm giác cầu thủ U20 Việt Nam vẫn để lại khá nhiều khoảng trống cho Marcelo Torres. Đá phạt cho đội tuyển U20 Việt Nam. Trước khi về nước đá giao hữu với U20 Argentina, đội tuyển U20 Việt Nam đã có gần 2 tuần tập huấn ở Đức và Hà Lan và thi đấu 3 trận giao hữu. Ở trận ra quân, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn để thua 0-1 trước U23 Borussia Mönchengladbach. Sau đó là trận thắng đậm 4-0 trước đội Rodar JC của Hà Lan. Đó là trận đấu mà tiền đạo Tiến Linh lập một cú đúp. Hoàng Nam ghi một bàn và Tiến Anh ghi một bàn. Marcelo Torres, Gonzalo và cản phá rất tốt. Đội phản công cho U20 Việt Nam. Hồ Minh Dĩ. Minh Dĩ, Quang Hải. Quang Hải. Đường chuyền của Lưu Hoàng Nam, Hồ Minh Dĩ. U20 Argentina không thể thực hiện một pha phản công. Bóng đến chân Hồ Minh Dĩ, cơ hội. Không được. Góc sút đã quá hẹp. Cùng với việc theo dõi trực tiếp trận đấu này qua màn hình, quý vị cũng có thể truy cập vào website thetao.vtv.vn của Đài Truyền hình Việt Nam để theo dõi lại những pha bóng đáng chú ý của trận đấu. Cho tới lúc này, bàn thắng của Ponce cùng với hai pha dứt điểm của Marcelo Torres là những pha bóng đáng chú ý nhất trong hiệp 1. Ponce. Pha lấy bóng đúng luật, phản công cho U20 Việt Nam. Gonzalo. Bóng đến chân đội chủ nhà. Cầu thủ đội bạn đã rất khôn khéo tranh chấp. Pha xử lý không thành công của Hà Đức Chinh. Trận đấu vào ngày 14 tháng 5 tới cũng diễn ra vào lúc 19 giờ trên sân vận động Mỹ Đình cũng sẽ được Đài Truyền hình Việt Nam tường thuật. Xin mời quý vị cùng đón xem. Đó cũng sẽ là một trận đấu rất quan trọng với đội tuyển U22 Việt Nam của huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng trong quá trình chuẩn bị cho SEA Games diễn ra ở Malaysia vào tháng 8 tới. Lương Hoàng Nam, Quang Hải. Cầu thủ U20 Argentina vừa có những tình huống phô diễn kỹ thuật. Gonzalo.
không việt vị. Ponce, Gonzalo, Ezequiel Ponce. Pha chạy người rất tốt của Ponce. Lỗi việt vị của Gonzalo. Đúng là Gonzalo đã việt vị. Và xử lý không thành công của Marcelo Torres. Torres và Ponce lúc này đã hoán đổi vị trí. Một quả đá phạt cho đội chủ nhà U20 Việt Nam. Quang Hải. Một lần nữa Quang Hải lại không thể thực hiện cú đá qua hàng rào đội tuyển U20 Argentina. Hay sau đó là cú đá của Văn Hậu. Hoàng Nam. Rất khéo và bình tĩnh. Đoàn Văn Hậu. Hồ Minh Dĩ. Lương Hoàng Nam. Quang Hải. Rất nhịp nhàng. Cú sút xa. Một quyết định khá táo bạo. Pha dứt điểm từ xa của Hồ Tấn Tài. Marcelo Torres. Phòng ngự của Argentina cũng thi đấu rất kín kẽ. Marcelo Torres. Trong trận giao hữu này thì mỗi đội có quyền thay 6 cầu thủ. Gonzalo. Gonzalo. Đường chuyền của Alejandro. Và cản phá tốt của Đoàn Văn Hậu. Tình huống đi bóng của Marcela Brian. Người sẽ đá phạt góc cho Argentina là Palacios Alejandro. Phản công cho U20 Việt Nam. Đức Trình. Không kịp.
sẽ có một quả đá phạt cho đội chủ nhà U20 Việt Nam. Sân vận động Thống Nhất đang sống trong một ngày hội. Thời gian bù giờ hiệp đấu đầu tiên là 2 phút. Đội tuyển U20 Argentina đang dẫn đội chủ nhà Việt Nam 1-0. Đứng trước quả phạt vẫn là đội trưởng Quang Hải. Một pha xử lý không tốt, rất chủ quan. Marcelo Torres. Đoàn Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng, Văn Hậu, Đức Trinh, pha phối hợp giữa Đức Trinh và Thanh Bình, Quang Hải. Đó là một pha bóng mà trọng tài người Thái Lan hoàn toàn có thể xử phép lợi thế cho U20 Việt Nam. Một quả đá phạt cho đội chủ nhà. Đứng trước bóng lần này không phải Quang Hải như những quả đá phạt trước, mà là Đoàn Văn Hậu. Đoàn Văn Hậu rất nguy hiểm. Quả đá phạt có ý đồ để cho đồng đội băng vào dứt điểm, nhưng Đức Trinh đã không thể chạm vào bóng ở tình huống này. Trọng tài người Thái Lan ông Em Gan Song đã nổi vòi khép lại một trận giao hữu quốc tế giữa hai đội tuyển U20 Việt Nam và Argentina. Hiệp đấu đầu tiên kết thúc với một bàn thắng được ghi cho đội khách do công của tiền đạo số 18 Pong C. Một hiệp đấu mà U20 Argentina hoàn toàn áp đảo ở khoảng 15 phút đầu tiên, nhưng sau đó thì chúng ta đã dần lấy lại thế trận và tạo nên một thế trận cân bằng hơn. Như vậy hiệp 2 trận đấu đã bắt đầu. Kết thúc hiệp 1, U20 Argentina đang dẫn đội tuyển U20 chủ nhà Việt Nam với tỷ số 1-0. Người ghi bàn thắng duy nhất là Ezequiel Ponce, tiền đạo đang thi đấu ở giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha. Đó là một pha ghi bàn sau những pha phối hợp khá đơn giản của đội khách. Marcelo Torres là người đã thực hiện và kiến tạo để Ponce đệm bóng cận thành dễ dàng mở tỷ số cho U20 Argentina. Việc U20 Argentina dẫn chúng ta sau 45 phút đầu tiên không phải là một điều gì đó bất ngờ, vì họ là đội bóng được đánh giá cao hơn rất nhiều. Và thực tế trên sân thì U20 Argentina cũng thi đấu tốt hơn, làm chủ thế trận và có nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Và nếu may mắn thì họ thậm chí đã có thể dẫn với tỷ số cao hơn là 1-0. Ở trong hiệp 1 thì Ponce dù không ghi bàn nhưng thi đấu rất nổi bật. Xin lỗi quý vị, Marcelo Torres thi đấu rất nổi bật với hai cú dứt điểm, trong đó có một cú sút trúng xà ngang khung thành của Bùi Tiến Dũng. Bùi Tiến Dũng đã rời sân ngay đầu hiệp 2 để nhường chỗ cho Đỗ Sĩ Huy. Trong buổi tập trước trận đấu này thì Đỗ Sĩ Huy cũng đã từng bị chấn thương nhưng bây giờ đã bình phục. Những phút đầu của hiệp 2, U20 Argentina đang nhiều cuộc chủ động hơn. Dù bị đối thủ ép sân trong hiệp 1 của trận đấu, đặc biệt là trong khoảng 15 phút đầu tiên, nhưng thỉnh thoảng U20 Việt Nam cũng rất tự tin tổ chức những pha tấn công
bài bản, có nét và khiến khung thành của Argentina chao đảo. Vẫn là cao thủ U20 Argentina. Quả tạt là của Marcelo Torres, đánh đầu rất dễ dàng, tỷ số là 2-0 cho U20 Argentina. Một lần nữa Marcelo Torres lại trở thành người kiến tạo cho đồng đội lập công. Và vừa vào sân được ít phút, Đỗ Xuân Huy đã phải vào lưới nhặt bóng. Chúng ta xem lại cú đánh đầu rất dễ dàng của Marcela Brian sau quả tạt của Marcelo Torres. Cú đánh đầu vào góc xa không cho Đỗ Xuân Huy cơ hội cản phá. Các hậu vệ của Việt Nam vừa rồi cũng không dành cho Marcela Brian một sự chăm sóc tương xứng. Không có gì nguy hiểm cho khung thành của Argentina. Santiago, Marcelo Torres, màn trình diễn của U20 Argentina cho tới lúc này thực sự là khá mãn nhãn và nó đúng với những gì mà giới truyền thông đã tung hô về đội bóng này trong thời gian qua. Dù có một vòng loại không mấy thuyết phục ở khu vực Nam Mỹ, nhưng ở mỗi vòng chung kết World Cup U20, Argentina vẫn luôn được đánh giá là ứng cử viên vô địch. Nicolas Juan Marcos, Nicolas Palacios, sau trận giao hữu này ngay vào ngày mai, U20 Việt Nam sẽ lên đường sang Hàn Quốc và sẽ có một trận giao hữu nữa với đối thủ là U20 Vanuatu. Còn U20 Argentina sẽ di chuyển ra Hà Nội để chuẩn bị cho trận giao hữu với đội tuyển U22 Việt Nam diễn ra vào tối ngày 14 tháng 5 tới. Trận đấu cũng sẽ được đài truyền Việt Nam tường thuật trực tiếp. Dứt điểm. Cú dứt điểm vẫn là của Marcelo Torres. Cùng với việc theo dõi trực tiếp qua màn hình, quý vị cũng có thể truy cập vào website thetao.vtv.vn của đài truyền Việt Nam để theo dõi lại những diễn biến đáng chú ý của trận đấu. Một pha xử lý rất cơ bản của Marcelo Torres. Và phối hợp rất tự tin của U20 Việt Nam. Và cản phá là của Gonzalo. Văn Hậu, sở hữu một nền tảng kỹ chiến thuật tốt hơn các cầu thủ trẻ Argentina, thi đấu với một phong thái khá ung dung và có cảm giác như họ chưa hề bung hết sức cho tới lúc này của trận đấu. Quả phạt góc cho đội chủ nhà.
lỗi thuộc về cầu thủ bên phía chúng ta. Đó là pha phạm lỗi của Tấn Tài. Marcelo Torres. Palacios không việt vị. Cơ hội dứt điểm không vào. Sĩ Huy vừa rồi đã kịp đưa chân ra để cản phá cú dứt điểm của số 11 Marcela Huyang. Cơ hội cho U20 Việt Nam. Palacios. Pha xử lý của Ponce. Marcelo Torres. Cầu thủ trẻ Argentina di chuyển không bóng và chạy chỗ rất tốt. Vì thế cự ly đội hình của họ luôn được đảm bảo. Marcelo Torres. Quyết định dứt điểm từ xa. Cú sút không chính xác là của Valenzuela Milton. Đội Việt Nam thay liên tiếp hai cầu thủ. Một trong hai người rời sân là tiền đạo số 10 Đinh Thanh Huỳnh. Vào sân đó là số 7 Nguyễn Trọng Đại. Một trong những trụ cột của U20 Việt Nam. Cầu thủ thứ hai ra sân đó là số 18 Dương Văn Hào. Vào sân là Trần Thành, cũng là một tiền đạo rất đáng chú ý của U20 Việt Nam, cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Huế. Juan Marcos. Pha đọc bài rất tốt của Trọng Đại. Trần Thành. Trần Thành để mất bóng. Sau đó là một pha phạm lỗi của cầu thủ đồng đội bên phía U20 Việt Nam. Sau pha phạm lỗi thì Hồ Tấn Tài đã bị đau. Tấn Tài vừa rồi đã phạm lỗi với Marcela Brian. U20 Việt Nam sẽ cùng với các đội Iran, Nhật Bản và đội Xê Út đại diện cho châu Á dự vòng chung kết World Cup U20. Đứng trước bóng là Colombato Santiago. Santiago. Pha đưa bóng của Sĩ Huy. Vẫn là cầu thủ Argentina. Hồ Minh Dĩ. Quang Hải. Trọng Đại. Đường truyền không tốt của cầu thủ bên phía đội Việt Nam. Và có lẽ là Lương Hoàng Nam. Sự có mặt của Trọng Đại sẽ giúp cho tuyến giữa của U20 Việt Nam trở nên vững chắc hơn. Thêm một quả phạt nữa cho U20 Argentina. Phạt góc cho Argentina. Thank you.
thất bại trước đối thủ mạnh như U20 Argentina không có gì là điều bất ngờ. Quan trọng với đội bóng huấn luyện Hoàng Anh Tuấn là trận đấu này Hoàng Anh Tuấn sẽ kiểm tra xem các học trò của mình sẽ thể hiện ra sao trong sau suốt một thời gian tập luyện vừa qua. Chút xíu nữa thôi là Argentina đã nâng tỷ số lên 3-0 sau cú đánh đầu rất nguy hiểm, cái pha bật rất cao. Từ đầu hiệp 2 cho tới lúc này, đội Việt Nam chưa có được một pha bóng đáng chú ý nào về khung thành của thủ môn Franco. Pha xử lý rất bình tĩnh của Nicolas. Juan Marcos. Một pha không hiểu ý nhau giữa hàng phòng ngự và thủ môn bên phía U20 Việt Nam. Rất may là Đỗ Sĩ Huy vẫn kịp mang về để ôm gọn bóng. Trên đỉnh trọng vừa rồi đã có một pha đánh đầu về khá bất cẩn khi mà Đỗ Sĩ Huy cũng đang băng ra để cản phá. Juan Marcos. Đình Trọng. Quang Hải. Rất tốt. Đoàn Văn Hậu. Đường chuyền không qua được các hậu vệ Argentina. Valenzuela. Đường chuyền rất chính xác lên phía trên cho Marcelo Torres. U20 Argentina đang chơi bóng ở một trình độ cao hơn hẳn chúng ta. Khéo và bình tĩnh. Palacios. Palacios là điểm trung chuyển giữa tuyến dưới và hàng tiền đạo bên phía Argentina. Đội U20 Argentina chuẩn bị có hai sự thay đổi liên tiếp. Những cầu thủ vào sân là số 19 Zaracho Matias và số 20 Juan Ignacio. Marcelo Torres là một trong hai cầu thủ ra sân. Không tìm được bàn thắng nào trong trận đấu này, nhưng màn trình diễn của Marcelo Torres cũng đã phần nào đáp ứng sự chờ đợi của người hâm mộ. Anh là người kiến tạo cả hai pha ghi bàn của Argentina cho tới lúc này, và bản thân cũng có một cú dứt điểm trúng sang ngang. Juan Marcos. Juan Marcos. Marcela Brian cũng đã rời sân. Trần Thành. Vẫn là Trần Thành. Quang Hải. Trọng Đại. Rất hay, không được. Hồ Tấn Tài tỏ ra hơi lúng túng ở pha xử lý vừa rồi. Juan Marcos. Nicolas.
số 8 Palacios Alejandro thường xuyên có thể tung ra những đường truyền rất lợi hại. Những phòng thủ của đối phương rối loạn. Đã có bàn thắng thứ 3 cho U20 Argentina và người lập công là cầu thủ mới vào sân thay người số 20 Juan Ignacio. Một pha đánh đầu vào lưới trống khá dễ dàng. Sau khi hàng phòng ngự của đội tuyển U20 Việt Nam đã bị khá rối loạn sau một đường truyền từ cánh phải của đội bạn. Đỗ Sĩ Huy đã đâm bóng ra đến đúng vị trí mà Juan Ignacio đã đợi sẵn. Ba không cho Argentina. Tới lúc này của hiệp 2, các cầu thủ Việt Nam chưa thể gây ra một tình huống khó khăn nào cho thủ môn Franco. Juan Marcos, Nicolas, Trọng Đại, cầu thủ mà U20 Việt Nam đang phải đối mặt hoàn toàn khác so với những đối thủ mà chúng ta đã phải đối đầu ở vòng chung kết U19 châu Á năm ngoái, và có lẽ cũng khác so với những đội bóng mà U20 Việt Nam đã gặp trong chuyến tập huấn châu Âu vừa qua. Đây là một đội bóng dự World Cup tương lai của bóng đá Argentina, sẽ là nòng cốt của đội tuyển Argentina trong vài năm tới. Việt vị, người rơi vào thế việt vị là Ponce. Tiếp tục là sự thay đổi cầu thủ bên phía đội Việt Nam. Số 3 Huỳnh Tấn Sinh sẽ vào sân. Tấn Sinh vào sân thay Hồ Minh Dĩ. Đường truyền của Tấn Sinh, Tấn Tài, Tấn Sinh. Từ lúc vào sân, Hà Đức Chinh cũng chưa để lại dấu ấn nào. Anh cùng với các đồng đội của mình đang phải đối mặt với một đối thủ ở đẳng cấp cao hơn. Nicolas, Palacios, cầu thủ Việt Nam đã cắt được đường truyền vừa rồi. Palacios, cơ hội cho U20 Việt Nam. Hà Đức Chinh làm gì? Đức Chinh dễ dàng để mất bóng. Cầu thủ đội bàn to khỏe hơn. Thomas, Nicolas, cầu thủ Argentina đang thi đấu rất ung dung. Và
Palacios. Đường chuyền của Lưu Hoàng Nam. Bên phía U20 Argentina, số 13 Mosevic, Julio Leonel vào sân. Ra sân là Palacios Alejandro, cầu thủ chơi rất nổi bật kể từ đầu trận. Trọng đại Hoàng Nam, Trần Thành. Các cầu thủ Việt Nam không hiểu ý nhau. Một đường chuyền ngang không đúng địa chỉ của Lương Hoàng Nam. Hoàng Ignacio. Vẫn là Argentina. Trọng tài thổi phạt các cầu thủ Argentina. U20 Argentina rõ ràng là một đối thủ rất mạnh để chúng ta học hỏi. Chắc chắn đây cũng sẽ là một đối thủ xứng tầm với đội tuyển U22 Việt Nam trong trận giao hữu 4 ngày tới trên sân vận động Mỹ Đình. Gonzalo. Nicolas Valenzuela. Tấn tài. Quang Hải. Quang Hải để mất bóng. Khi còn thi đấu thì ông Claudio Ubeda là một trung vệ. Ông giải nghệ vào năm 2007. Đến năm 2012 làm trợ lý cho ông Alfio Basile ở câu lạc bộ Racing Club. Ông bắt đầu dẫn dắt đội tuyển U20 Argentina từ năm 2016. Đây sẽ là một cơ hội cho đội chủ nhà Việt Nam. Góc sút như này với một cầu thủ quân chân trái như Quang Hải hoàn toàn có thể là một cú dứt điểm thẳng. Ở đội U20 Việt Nam hiện nay thì Quang Hải cũng là cầu thủ sút phạt tốt nhất. Quang Hải cú treo bóng thẳng về khung thành của Argentina. Bóng đi hơi bổng. Ở giải vô địch quốc gia năm 2017, Quang Hải đang có những màn trình diễn cực hay trong áo câu lạc bộ Hà Nội. Nhà đương kim vô địch vẫn đang tạm thời dẫn đầu sau lượt đi. Không có lỗi của các cầu thủ Argentina ở tình huống này. Nicolas. Xử lý bóng tuyệt vời và đặc biệt là khả năng di chuyển không bóng rất tốt là điều mà cầu thủ U20 Việt Nam cần theo hỏi từ phía cầu thủ Argentina.
Nicolas. Đá phạt cho U20 Việt Nam. Pha phạm lỗi của Valenzuela. Phạt tạt của cầu thủ Argentina. Năm ngoái thì một bóng khác của Việt Nam dự World Cup đó là đội tuyển Futsal Việt Nam. Cũng đã từng có những trận đấu với đội tuyển Futsal quốc gia Argentina cả giao hữu và chính thức. Tất nhiên là chúng ta không thể giành chiến thắng. Khoảng trống dứt điểm không vào. Cú sút bóng đi chìm của Zaracho Matias. Trọng Đại, Trần Thành. Trần Thành không có nhiều cơ hội để dâng cao. Ponce. Cơ bản của cầu thủ Argentina gần như đạt đến mức hoàn hảo. Nicolas. Dù chúng ta đang bị dẫn với tỷ số khá đậm, nhưng U20 Việt Nam vẫn đang nhận được sự cổ vũ rất cuồng nhiệt của các khán giả trên sân vận động Thống Nhất. Thua một đội bóng mạnh như U20 Argentina không phải là điều bất ngờ. Gặp một đối thủ mạnh như Argentina, chúng ta sẽ biết mình đang ở đâu và cần phải cải thiện điều gì. Sẽ là một cơ hội để các cầu thủ trẻ của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn học hỏi và tiếp tục đúc rút những kinh nghiệm để bước vào World Cup U20. Trận đấu lớn đầu tiên với bóng đá sân 11 của Việt Nam. Nói chính xác hơn là World Cup đầu tiên trong lịch sử bóng đá Việt Nam. Gonzalo. Nicolas. Juan Marcos. Bóng đến chân đội áo đỏ. Trần Thành. Quang Hải. Không quá khó khăn để cầu thủ Argentina cắt được những đợt phối hợp, những pha phối hợp tấn công của đội tuyển U20 Việt Nam. Hai người Argentina dường như đang giữ sức. Ông Sê đã phạm lỗi.
đá phạt cho U20 Việt Nam. Nhưng trước đó sẽ có sự thay đổi cầu thủ bên phía đội khách. Số 14 Martinez Lisandro sẽ vào sân thay số 6 Nicolas. Một sự thay đổi ở hàng phòng ngự của U20 Argentina. Những phút thi đấu trên sân, Nicolas đã chỉ huy rất tốt hàng phòng ngự của Argentina. Tấn tài xử lý quá luẩn quẩn. Bên phía U20 Việt Nam, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cũng chuẩn bị có thêm sự thay đổi. Chúng tôi quan sát thấy Tống Anh Tỷ, tiền vệ trung tâm của U20 Việt Nam, chuẩn bị được tung vào sân. Hùng Sê, Hoàng Đức, Trọng Đại, Đoàn Văn Hậu. Hiệp một thì Đoàn Văn Hậu thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Sau những điều chỉnh về nhân sự, lúc này Đoàn Văn Hậu đang đá vị trí hậu vệ trái. Hậu là cầu thủ khá đa năng của U20 Việt Nam. Valenzuela, Trần Thành, Hoàng Nam, cầu thủ Argentina áp sát rất nhanh. Bên phía U20 Việt Nam, Tống Anh Tỷ vào sân thay Lương Hoàng Nam. Và trận bóng đầu tiên của Anh Tỷ. Tống Anh Tỷ cùng với Quang Hải và Hồ Minh Dĩ là ba tiền vệ của câu lạc bộ Hà Nội. Việt Nam vẫn đang nỗ lực để có được bàn thắng danh dự vào lưới Argentina. Tấn Tài, Hà Đức Chinh, Hồ Tấn Tài, không có gì nguy hiểm cho khung thành Argentina. Trọng Đại, Đoàn Văn Hậu rất tốt, Tống Anh Tỷ rất tự tin. Trần Thành đã đứng lại. Một pha bóng một quãng Trần Thành tưởng rằng mình ở việt vị, mình ở thế việt vị, nhưng ngay sau đó thì Trần Thành đã bị cầu thủ của Argentina phạm lỗi từ phía sau. Sẽ có một quả phạt cho đội chủ nhà, và đây có lẽ sẽ là cơ hội tốt nhất kể từ đầu trận để chúng ta có thể có được bàn thắng. Pha áp sát và phạm lỗi rất nhanh của Martinez Lisandro. Rất nhiều khả năng là Quang Hải sẽ thực hiện cú đá phạt này. Đã không ít lần trong sự nghiệp Quang Hải ghi bàn từ những cú đá phạt ở vị trí này.
Hai cầu thủ áo đỏ đang đứng trước bóng, nhưng nhiều khả năng Quang Hải sẽ dứt điểm. Trọng tài vẫn đang điều chỉnh hàng rào của Argentina. Quang Hải, cú đá không qua hàng rào của Argentina, rất tiếc. Trận đấu ngày hôm nay Quang Hải thực hiện những cú đá phạt không thành công. Số 20 bên phía đội Việt Nam, Đình Trọng đã bị phạm lỗi. Đình Trọng, Hà Đức Chinh, vẫn là các cầu thủ Việt Nam. Trọng Đại, Anh Tỷ, Valenzuela, Tấn Tài, Đỗ Sĩ Huy, Đoàn Văn Hậu, không được. Lấy bóng là của Trọng Đại. Nguyễn Trọng Đại, cầu thủ của câu lạc bộ Viettel. Valenzuela, U20 Argentina phản công. Juan Ignacio, Valenzuela, vẫn là Valenzuela, bóng vẫn trong sân. Gonzalo, trọng tài đã bắt việt vị Ponce ở tình huống vừa rồi. Ponce là mẫu tiền đạo thi đấu theo phong cách bóng đá châu Âu, chứ không phải là một tiền đạo theo phong cách Argentina truyền thống. Quang Hải, lên bóng với tốc độ cao của các cầu thủ Argentina. Cơ hội, dứt điểm. Tỷ số là 4-0 cho U20 Argentina. Các cầu thủ Argentina quá nhanh và quá khéo. Chỉ có 3 cầu thủ thôi nhưng đã dễ dàng vượt qua phòng ngự của đội U20 Việt Nam. Và bóng được xuất phát từ số 2 Juan Marcos. Sau đó là pha băng lê rất nhanh của Juan Ignacio, một cú đúp dành cho cầu thủ vào sân thay người trong hiệp thi đấu thứ hai này. Tấn Tài, Trọng Đại, Tống Anh Tỷ, đối đầu với một đối thủ cũng dự World Cup U20 sắp tới, ngày hôm nay chắc chắn sẽ mang lại rất nhiều bài học cho các học trò của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Trọng Đại,
rõ ràng là U20 Việt Nam vẫn cần phải làm rất nhiều nếu như muốn gây bất ngờ ở vòng chung kết U20 thế giới sắp tới. Phong Sê Juan Marcos đá phạt cho U20 Việt Nam. Anh Tỷ, Văn Hậu, Tống Anh Thủy, Nguyễn Trọng Đại, Anh Thủy, Trần Thành, rất hay, cơ hội vào. Đó là Hà Đức Chinh. Cuối cùng thì đội tuyển U20 Việt Nam cũng đã có được bàn thắng vào lưới U20 Argentina đúng ở phút thi đấu chính thức cuối cùng. Tỷ số được rút ngắn xuống 1-4 cho Việt Nam. Bàn thắng đến sau những pha phối hợp rất ăn ý của cầu thủ U20 Việt Nam. Hà Đức Chinh đã thoát khỏi sự kèm cặp của hậu vệ đối phương rất hay trước khi đánh bại thủ thành Franco. Một pha kết thúc lạnh lùng. Giá như bàn thắng vừa rồi đến sớm hơn thì nó sẽ giúp cho các cầu thủ U20 Việt Nam có thêm rất nhiều động lực. Thời gian bù giờ cho hiệp 2 là 3 phút. Trọng Đại, lỗi rồi, đá phạt cho U20 Việt Nam rất khẩn trương. Trần Thành, Trọng Đại, Quang Hải, pha đẩy bóng có lẽ là hơi non, bóng đến chân cao thủ Argentina, phản công, cơ hội cho U20 Argentina. Vông Xê một mình đối mặt, nhưng Vông Xê ở tình huống này đã bị bắt hiệp vị. Rất rõ. Anh Tỷ, cơ hội cho các cầu thủ U20 Việt Nam. Hồ Tấn Tài, Tống Anh Thủy, Tống Anh Thủy và Trọng Đại sẽ là cặp tiền vệ phòng ngự tốt nhất của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn. Kể từ lúc bộ đôi tiền vệ này được tung vào sân, cái trận của U20 Việt Nam chắc chắn hơn, tốt hơn. Chút nữa thì Hà Đức Chinh có cơ hội dứt điểm. U20 Việt Nam đang nhận được sự động viên rất lớn từ khán giả hâm mộ. Thank you.
Chúng tôi xin được nhắc lại là quý vị có thể truy cập vào website thetao.vtv.vn của Đài Truyền Việt Nam để theo dõi lại các bàn thắng và những pha bóng đáng chú ý của trận đấu này. Không được. Nỗ lực đưa bóng vào của Hà Đức Trình sau khi thoát khỏi sự kèm cặp của hậu vệ Argentina. Đây là phút bù giờ cuối cùng của hiệp 2. Như vậy là trận giao hữu quốc tế giữa U20 Việt Nam và U20 Argentina đã khép lại với một tỷ số không có gì bất ngờ với giới chuyên môn và người hâm mộ khi đội bóng ở một đẳng cấp cao hơn là U20 Argentina đã giành chiến thắng 4-1 ngay trên sân vận động Thống Nhất. Những cầu thủ đã ghi bàn cho U20 Argentina đó là Ponce với bàn mở tỷ số, Marcila Brian là người nâng tỷ số lên 2-0 và hai bàn thắng còn lại được ghi do công của cầu thủ vào sân thay người Juan Ignacio. Đội tuyển Việt Nam, U20 Việt Nam ở phút thi đấu chính thức cuối cùng đã có được bàn thắng danh dự với pha lập công của Hà Đức Chinh.